Alo. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả cùng đến với kèo đấu 4-4 xem giữa tứ đại cao thủ của Việt Nam và tứ đại cao thủ của đội tuyển Trung Quốc. Và trận thi đấu này thì chim sẻ là ở trong cánh. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ chúng ta sẽ đánh thể loại 4-4 xem thuần tiễn. Chạm 2. Vâng, tôi xin nhắc lại một lần nữa, xem thuần tiễn và đánh chạm 2. Đây là màn hình máy ở cầu thủ BB. Đội hình ra quân của đội tuyển Việt Nam ở trong kèo đấu 4-4 này gồm có BB, Hồng Anh, Chim Sẻ và Hoàng Mai Nhi. Còn bên phía đội tuyển Trung Quốc thì gồm có Sen Long, Đỗ Thánh, cầu thủ Tiểu Thủy Vương và cầu thủ Tiểu Mãn. Đội hình là có ai đấy? À, vâng, như vậy là tôi xin nhắc lại đội tuyển bên phía Trung Quốc có Sen Long, Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh và cầu thủ Tiểu Hoàng Ca. Trận đấu này ở trong thể loại xem thì có lẽ đây là một thể loại mà được gọi là sở trường của đội tuyển Trung Quốc rồi. Và bên phía đội tuyển Trung Quốc thì vẫn đang rất tự tin ở trong những thể loại gì liên quan đến xem. Tôi nghĩ rằng ở trong giải đấu lần này có một cái giải 2-2 xem tự do là Việt Nam có thêm một tí xíu về ưu thế thôi. Còn tất cả các thể loại mà liên quan đến xem như solo xem thì người Trung Quốc vẫn được đánh giá khá cao. Huy đang có một bài rỗng khi cầm xem. Còn game thủ Hồng Anh sao? Vâng, game thủ Hồng Anh là một bài cầm xem cũng không phải là quá nhiều rừng. Hoàng Mai Nhi. Một bài Hoàng Mai Nhi đầu cánh ăn nhiều vò trước. Thế nhưng mà tôi có cảm giác là bài của anh cũng là một bài chống rừng. Chim Sẻ thì dựa tường trong trận đấu này. Nhưng liệu rằng Chim Sẻ có nhiều rừng hay không? Tôi cảm thấy rằng nhiều sa mạc hơn là nhiều rừng. Một đôi voi và bây giờ thì Chim Sẻ có lẽ anh sẽ câu về với nhà chính nhà của mình. Đối với những bài cầm sen với speed 1.5 như này thì cái khả năng ép đời của tất cả các game thủ thì hầu như là như nhau. Nhưng cái quan trọng là đẩy cung ở trong những tờn cung đò đầu tiên và cái chiến thuật nữa. Liệu rằng Trung Quốc ở trong đội tuyển Trung Quốc ở trong ngày hôm nay thì đội tuyển Trung Quốc anh có thể hiện được cái bài dâng Nga và đóng ruộng tại nhà hay không? Đấy, một bài mà có rằng là tất cả các khán giả ở Việt Nam vẫn chưa được chứng kiến. Dắt tập TV này. Ra này, có cái là mình không? Được rồi à? Cái đâu? Ông TV chấm em cái chéo đâu bác? Cái R server. Phiên dịch đâu nhỉ? Mạnh rồi. R server. Mạnh rồi. Mạnh rồi. Chạy rồi. Anh bỏ đây ra nào. Đi đình trạng còn là được. Vâng, chúng ta cũng quay lại với màn hình máy ở trên chủ TV ở trong trận đấu thôi. Speed 1.5 rất chậm rãi. Nhưng rất may đây là một trận đấu mà anh thi đấu vào buổi đầu giờ chiều. Thì nếu mà đây là khoảng tầm 9 giờ tối thì tôi không biết rằng có ai có thể chịu được việc hay không. Vì là quay sang máy nào máy đấy cũng chậm như nhau cả thôi. Speed 1.5 là speed mà những người mà đánh đế chế Việt Nam rất ít khi sử dụng. Còn đây là Hồng Anh cầm xe. Bài ra xong mà nó bắt đi xe máy là không được. Một bài mà dừng là siêu xấu dành cho cầu thủ Hồng Anh. Cực xấu luôn. Và anh đang phải chắt chiu từ con hươu ở những cái bầy hươu xa về nhà của mình để quý ơi, làm sao đấy cơm nhỉ? Có thể có được bài lên đời lực khỏe. Vâng, đây là game thủ Hoàng Mai Nhi, 25 dân, một bài đầu cánh. Và dừng chiếc mét đầu tiên cũng là một chiếc mét xấu của game thủ đến từ Clan Hà Nội.
câu con voi nữa về. Và dường như Hoàng Minh Nhi anh vẫn đang muốn dò thêm cái địa thế nhà của mình để xem nó như thế nào. Một bài mà có lẽ rằng game thủ Hoàng Minh Nhi sẽ gặp rất nhiều vất vả. Mặt nào cũng có thể công được vào nhà Hoàng Minh Nhi. Thêm một con voi nữa, nhưng tôi nghĩ rằng nếu mà anh ăn thực thì anh sẽ ăn hiêu. Còn không phải câu con voi này về làm gì cho nó vất vả. Chiếc bét thứ ba đấy là của game thủ Hoàng Mai Nhi. Là một chiếc bét mà tôi có cảm giác rằng chim cả hình như chim, anh chim phải cố gượng để đóng vậy thôi. Chim ba có rồi á. Chiếc bét không chim. Không có nhiều quá nhiều tác dụng. Mà nếu mà anh bo được một chiếc bét cạnh chiếc bét và mép bản đồ vào được thì nữa thì xong. Cho kín nhà. 25 dân cộng 1 và 95x. Game thủ Hoàng Mai Nhi đã kích đời thành công. Và đây là một trận đấu mà Hoàng Minh Nhi kích đời khá chuẩn. Vâng, chuẩn đối với xe 25 dân cộng 1 là 950. Thế nhưng mà kiểu gì nó sẽ du di đi vài giây. Đấy cũng là điều dễ hiểu thôi. Hồng Anh cánh bên kia thì xem Hồng Anh sẽ gặp ai. Cánh bên này thì Hoàng Minh Nhi gặp màu 6 rồi. Đây là Hồng Anh. Một bài mà Hồng Anh đánh 23 dân trong trận thi đấu này. Và chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay cực to để cổ vũ game thủ Hồng Anh đúng không ạ? Vâng, tôi mong sao Hồng Anh tạo được một sự đột biến cực lớn trong trận đấu này. Bài 23 dân 11 phút rưỡi lên xong. Rất hay. Đây là những phong cách mà chúng ta cần có ở trong những kèo đấu như này. Phải có một người bán máu thì chim sẻ cũng như là BB trong cánh mới có đất diễn được. Và khi mà gặp người Trung Quốc, nếu như đánh về tay to trong những cái thể loại như này thì tôi nghĩ rằng các bạn có thừa kinh nghiệm để hạ gục. Thôi để tí mình không sử dụng nữa rồi đi quay này tôi nữa. Bốn nhà VA, có một nông dân đào vàng sớm hay không? Giống như kiểu solo. Tôi nghĩ điều này không phải là một cái gì đấy mà Hồng Anh sẽ áp dụng ở trong những kèo đấu 4-4. Bởi vì 4-4 nó khác rất nhiều so với solo. Không. Ấy lấy tín hiệu trực tiếp. Vâng, xây những chiếc nhà B để cơ cấu nhà của mình theo vòng tròn. Rất khó chịu với những cái bài như này. Hồng Anh đang phải chắt chim từng nhà B một để có thể vắt đều được 4 nhà BA. Và đây rồi, game thủ màu 3. Màu 3 đây là Tiểu Tiểu Ngư. Cắm ở đây chả di chuyển được một dây một cái vải. Hoa cả hay là ai? Vâng, và như vậy là màu 1 cũng đẩy cung đờ ra luôn. Rất khó chịu ở trong trận đấu này đối với game thủ Hồng Anh. Màu 1 Đỗ Thánh đẩy cung đờ ra luôn. Bây giờ thì nhiều khả năng là Hồng Anh sẽ chết không kịp ngáp nếu như game thủ chim sẻ không đẩy cung đờ ra kịp. Đây rồi, dù sao chim sẻ cũng đã có mặt. Cái khoảng cách giữa nhà chim sẻ và nhà Hồng Anh là quá xa, chứ nó không được gần như nhà của Đỗ Thánh và nhà của thủ Tiểu Tử Hiệp. Bây giờ thì Đỗ Thánh có lẽ cũng sẽ có những tên cùng R đẩy lên luôn vào thẳng mặt nhà của game thủ Hồng Anh. Chim sẻ đâu, chúng ta hãy cùng qua màn hình máy của game thủ chim sẻ thôi. Đây là màn hình máy game thủ chim sẻ. 4 nhà BA đang vắt cực đều. Và số lượng nhà 5 nhà BA đang vắt cực đều. Và nhà BE của game thủ chim sẻ cũng đang được xây một cách rất là chắc chiu để làm sao đấy đủ gỗ sóc đều 5 nhà BA. Bây giờ thì Hồng Anh lại đang ở thế thủ, mặc dù lên đời rất sớm. Chúng ta có thấy rằng đội bạn lật ngược tình thế ở trong những kèo đấu xe này là cực hay. Vâng, 3 ăn cung G đến từ game thủ Đỗ Thánh đã nằm xuống. Đội bạn đang điều R khá hay, nhưng chim sẻ không là một con gà trong những pha điều R như này. Cực chất lượng, chim sẻ mới chỉ chết một con cung R thôi, nhưng số lượng cung R chết đến từ cả đây. Số lượng cung R chết đến từ Đỗ Thánh như tiểu Thủy Ngư là quá nhiều trong tình huống vừa rồi. Chim sẻ đang lãi. Phút thứ 18, chim sẻ nâng chặt cung R2, mọi thứ đang như sách giáo khoa, chưa khác gì cả. Màn hình máy game thủ Hồng Anh. Bây giờ thì Hồng Anh đã có cơ hội để thở. Bình oxy được dí vào mồm. Không phải. Bây giờ thì Tiểu Thủy Ngư cũng đang ăn dần nhà game thủ Hồng Anh. Và chim sẻ cần áp lực lên nhà Tiểu Thủy Ngư đi.
để cho Hồng Anh có thể có đất để diễn. Màn hình máy ở thêm thủ Hoàng Mai Nhi cánh bên kia màu 4, đó là game thủ Tiểu Hòa Ca. Anh đang có được một trận thi đấu khá tốt, một trận đấu mà nhà game thủ Hoàng Mai Nhi đang cực xấu và game thủ Tiểu Hòa Ca đã tận dụng được điều này. Tham lai của Hoàng Mai Nhi chỉ là 33 thôi. Màn hình máy của game thủ BB, đây là BB tham lai là 54/72. Anh cũng đã bị ai đánh rồi thì phải và cung R không đi được nhiều. Màu 2 dâng, màu 2 dâng A. Màu 2 xen lòng dâng A trong trận thiếu này. Rất bất ngờ, Hồng Anh chưa ra được khỏi nhà, chim sẻ chưa thấy nhà màu 2. Lại là một bài mà có lẽ rằng chúng ta, đây là một bài mà có lẽ các khán giả Việt Nam chúng ta có thể được chứng kiến một trận đấu mà dâng A và vẫn vẽ ruộng tại nhà của Sen Long rồi. Tham lai đội bạn đang có xu hướng nhỉnh hơn. Đây là Hoàng Mai Nhi tụt tham thảm hại còn 24 thôi. Một bài nhạc cực xấu của game thủ đến từ Clan Hà Nội. Hồng Anh 44/56 đã ăn được dân của game thủ Tiểu Thủy Ngư hay chưa? Vẫn đang phải nhận đồ đến từ game thủ chim sẻ để có thể hồi lại. Rất vất vả. Bây giờ thì chỉ còn chim sẻ là to nhất thôi. BB không quá to. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ tham lai là 84/92. Chim sẻ đã chủ động làm vàng để nâng đầu máu như bản đồ rồi. Đấy là điều mà chim sẻ biết là mình cần phải làm. Nhưng quan trọng là BC, B sủng đã có chưa thôi. Một tình huống mà chim sẻ đang muốn lọt vào nhà game thủ Đỗ Thánh. Nhưng tôi có cảm giác rằng cũng chưa ai dám vào nhà Đỗ Thánh ở thời điểm này nếu như mà đã nhìn thấy quân của Đỗ Thánh. Rất khó. Hồng Anh lại đang đấu quân. Chim sẻ thì dường như anh đang chỉ có hai con nông dân làm vàng thôi và lượng vàng đang tăng lên khá chậm. Và như vậy là anh chưa có BC rồi. Vâng, một tình huống mà chúng ta phải thấy rằng Đỗ Thánh bắt quân quá hay của chim sẻ. Vâng, đúng là kinh nghiệm đến từ kèo đấu sở trường của người Trung Quốc. Chim sẻ đang muốn cho Đỗ Thánh bắt tay ở nhà của mình để không sang cứu nhà game thủ Tiểu Thủy Ngư được. Nhưng mà chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng Tiểu Thủy Ngư có đỡ được nhà hay không. Và liệu rằng Đỗ Thánh anh có thể thủ được. Và liệu rằng game thủ Đỗ Thánh anh có sang kịp thời không? Vẫn sang kịp. Tôi vừa thấy nhà ai nó bị đánh bởi màu 2. Đó là Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đã bị game thủ Sen Long quay lại tạt. Còn đây là chim sẻ nắng. À không, chim sẻ bị nắng. Bị tạt một tình huống quá đầu đến từ game thủ Sen Long. Vâng, BB bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao tình huống vừa rồi BB không báo? Không thấy BB báo gì. Dường như là Sen Long không được qua nhà BB mà Sen Long ộp một tấn bất ngờ vào nhà game thủ chim sẻ. Và tham lai là chắc chắn là cực đè dành cho đội tuyển Trung Quốc rồi. Và tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển Trung Quốc. Rất hay. Một trận thi đấu mà chúng ta có thấy là bắn cả ba mẫu ba nhà Sen Long dâng A và vẽ ruộng tại nhà thật. Từ đầu đến tận 9 giờ nhà chính rất nhiều ruộng và một bài anh đánh A cực cao. Nhà Sen Long rất xấu trận đấu này, một bài mà tranh vinh và anh quyết định có một bài dâng A và vẽ ruộng ở nhà. Từ đầu đi bắn đi đúng được ba mẫu của nó, rất hiệu quả đến từ cái việc Sen Long trong một trận thi đấu mà anh được cầm xem. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu được gọi là chung kết của đội tuyển Việt Nam. Rất nhanh chóng, 25 phút 40 giây trong game, tỷ số đã là 1-0 dành cho đội tuyển Trung Quốc. Rồi cứu nhà cẩn đó.